bẹp nha các bạn. Bìm bẹp này sáng nè em lên nè, anh đặt bảy bảy chuột mà vô bìm bẹp các bạn. Tại nói chung mình không ở đây, mình ở bên nhà là nhà của Kết Nghĩa anh chị hai, mà sáng này mình mới vừa ngủ dậy là nên nó gửi hình qua Zalo cho mình. Nó là hỏi đâu có, nó là đặt chuột mà mình không ngờ đặt chuột vô mà dính nó bìm bẹp với các bạn. Chuyện lạ có thiệt nha các bạn. Rồi nó không có quay lại với mình, không ở đây mình không có quay mà khúc mà cảnh mà nó đi đặt mà dính vỡ cái này là thực tế nha các bạn, mình không có dựng cảnh đó nha các bạn. Đặt chuột vừa mà dính bìm bẹp chuyện lạ. Nói một con bìm bẹp với bốn chuột cái động trong đống lọ lọ kia kìa. Đó. Rồi chào tất cả các bạn nha. Nay chiều mình làm bìm bẹp cho các bạn. Bìm bẹp làm món gì vậy bảo? Bẹp nó xả. Bẹp nướng xả hả? Nấu xả. Bẹp nấu xả nha các bạn. Giờ đi nhổ lông. Rồi Bảo đi nhổ lông. Bảo rồi vô. Bảo gù. Bây giờ gọi là Bảo gù. Rồi giờ đi ra đây nhổ lông nha các bạn. Bảo nhổ lông Bảo. Rồi đi ra dùng bưởi nhổ lông nha các bạn. Mấy trường trái dừa này có cần không? Ở trường hai em nở lông đây rồi. Mấy trường nở lông đây rồi. Đó là gió mần cu nha. Giờ nhỏ lòng không rồi các bạn, mà cái đít này nó ỉa mà thúi mà xúc phạm tới người hỏi luôn các bạn, ỉa mà thúi hỏi gì nữa. Rồi giờ vô mình chuẩn bị mà khám tử thi đó. Rồi giờ mình đi vô tới. Ê mình mệt làm xong rồi các bạn. Cháy luôn. Bỏ giả muối vô luôn cho đã. Rồi rồi tôm lắm vậy tại. Tôm lắm luôn. Bảo là thầy vụ này cha nó tử lạnh chứ giờ nó phải có 20 con quá. 20 con đâu. Cái đó à. Vậy nãy anh Nam Toàn hỏi gì à? Em bảo giờ cả 20 con à. Cái tơ luộc vừa có xả vô. Rồi. Tùng nó như cả anh xả thầy luôn á. Mát. Sao đậm sạch. Rồi bỏ vô cháy để sau cái nén cái nồi thì cháy luôn, cái ngột vừa sau cái nồi vừa thì cháy luôn, cháy xăng mình đổ nước vô sôi lên nó được nhanh nhất rồi. Giờ tụi nó giờ chín chưa ta, kỹ kỹ chứ mình không má luộc xong ra em đã sống nha má. Món này con có đậu đâu, đậu trên khu này bán được đỉnh đậu khu giống một lúc đó đây bỏ đậu. Đủ giờ bây giờ giờ lấy hai lấy canh. Rồi giờ có món tôm luộc nữa các bạn. Cái này bìm bẹp hồi nãy giờ món tôm luộc, tại tôm luộc này cũng ấy mình không có ấy mà sẵn có gì mình làm xương xương buổi chiều các bạn.
Nhà không có gì mà có điều kiện. Nhà không có gì mà điều kiện. Không có gạo, không có tiền mua gạo, ăn cơm, mua tôm ăn từ cơm mấy các bạn. Đánh chó. Mới là mình lại bắt trời. Mình đánh chó. Sao ngon á. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon rồi. Gì? Uống cũng như uống nước gì cực lạ. Rồi hai không uống mẹ gì, hai không uống gì hai. Uống nhiều không có dở không có. Vì người uống được, lâu rồi mới ăn được, không thiên nhiên mà nó phải ăn vậy nha nha. Chắc không là đụng có mút được đâu, chắc không. Đừng có cười, để em nhai nhai để em nhai nhẽ nhai nhẽ hết không. Bánh này nhai nhẽ á, nhai đi một hậu quá trời rồi. Không 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 anh nhìn tao tôm không. Nửa ly hai ly vậy. Trời ơi, chứ không ai xúc hết rồi. Anh sáng tao xúc được chết đâu rồi, giờ sao tao xúc nữa. Trời ơi, con bắt trước nó thịt tên nó ngu nên nó giục. Nghe là nói là tao mở ra là tao không có mở nổi á. Không phải là gì xúc rồi, ấp lên nha, nuốt nha. Nha. Nha, nữa hả? Ủa, cắn ngón tay tao luôn không nhau. Không gỡ cái đúng nghe nghe ba trong em cũng được đó. Rồi, rồi mà. Ừ. Thịt đâu, nó cũng thịt một cục luôn, tôm hai da. Ừ, tôm hai da. Thì nên nói tôm hai da mà. Ê, Dương! Dơ hay vậy á. Chị cũng nghe trước mặt nữa. Đây cái mũ, để cái mũ bỏ vô đi. Để nó không. Con tôm nữa là đủ vô. Không quá hết rồi. Chà nó lửa một cột thịt luôn rồi. Mấy thằng nhỏ tới tuổi tao làm gì có tôm gì ăn chứ. Sao không có. Hồi thời đó tôm ngon hơn trời nữa mà đều. Hồi thời trước nữa. Rồi đó đâu có cho ăn. Sao không cho. Mấy thằng nhỏ có biết đâu. Tôm bạc. Tôm bạc ra đồ ở dưới sông hứng ấy đó. Nhóc luôn. Nói ăn thằng nhỏ có biết đâu trời. Nhỏ đó gì biết. Cái gì ổn hay đâu mày cãi. Giờ tớ xin nữa đó nhé. Anh chuối. Gọi về chúng ta. Thì đó, tao nói với mày vậy đó. Nếu mày xé ra nhỏ nhỏ đi. Cái tay xé nhỏ nhỏ ra. Nhà nhiễn mình đút cho con. Bự lắm, nhà cũng bố luôn á. Tự nó đút cũng đập bạch, nó đỏ ra. Đó giờ thì đâu là chưa đánh đập. Ra là bình điểm. Đó này nó có kêu mình về bình điểm, anh chở ra đây nhau. Ăn ăn đi rồi ba trở về. Nó kêu mình về bình điểm, nó cũng lắc lấy cái nhà ná này gì lắm. Có nó có kêu mình về bình điểm, cái đấy ná bắn gì đít, cái bọc cái đời nó tỉnh vậy, anh hết kêu à. Được lắm, không cả. Đâu các bạn. Đó, tìm xong nha các bạn. Tìm thiên nhiên. Quá là ham ăn con. Ăn từ từ thôi. Ở đó cũng cái muốn được ra một con một phần tay bự lên tay nữa nữa. Cái ham ăn á. Đáng bự quá đó nha ông Diễm. Ăn được một mình với quả gì đó.
rồi đi chơi chút đi cho anh tiếp. Ba dục đó tôm mà đều nó ra cái gì? Trời ơi, ủa, nhà có con chim nó dùng đạp lùm lum. Giết cái kia nữa. Cho mới uống thì tới đau nữa rồi. Ba cái chim được cài uống quá trời uống hoài vậy giết người hả? Người gì con giết người gì? Mẹ vợ tao lớn thì thấy mẹ tao tính giết tao mất máy hả? Giống quá. Giống quá. Tại cái gì? Giết tâm đến ngoài đấy con đứng lựa tới giết đi. Ừ. Mới tìm nè. Trời đất ơi, trời đất ơi, cái đôi dép. Chứ nó té rồi. Tôi sẵn đá mấy dép ra lá chạy dắp té không từ. Căng nhỏ nhỏ thôi. Này. Anh mua hàng sớm. Anh mua hàng sớm. Để làm con tao giúp cái này. Anh giờ chưa ăn gì hết vậy. Cho bự đi. Bự nhỏ gì cũng được. Bắt nó đi. Còn bắt bự chứ không bắt nhỏ mày. Đó. Tham lam ăn. Bắt bắt bự chứ mày chưa bắt con nào bắt đi. Chỉ có nhỏ quá trứng chứ. Để cái đầu tối ngủ làm sao. Dài dữ cái tài. Dài. Đã. Đã chưa? Trứng rồi tí. Mượn mượn mượn. Có mượn. Có người ta mượn mượn gì mượn chú ơi. Mượn ra quay cho coi kìa. Nè. Nãy hồi nãy còn hai đầu nữa mà. Hả? Cạch chất lượng không? Ăn không á. Chấm muối cái được. Không được chứ nói không được. Ăn được. Đó hồ tử đâu quên được. Ai à? Ai 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 à? Cái này ăn tối quá rồi. Nhưng đại là đây. Cái gì? Hả mày nói lấy gì? Bưởi. Đang thấy bãi mẹ cặt kêu shipper để trả lời đi. Chim đi chỗ khác con. Mày thắng lại đâu ta? Không hiểu nha. Đoàn không? Mày đi mày đi tắt hả? Lỗ mày chạy đường số đèo xuống thôi. Nhỏ nằm đường rồi mà. Giờ nó quẩn đó. Lúc rột rột à. Không có gì không ba? Trứng đã. Đậu ăn ngồi quấy. Dục tay. Rồi, mấy tôm này con thấy con sợ. Tôm mà sợ gì mày? Cái bao tử nè. Để đâu? Giúp mẹ hết tay tử đi. Lùi trong cái gỡ cái đó ra là ăn được hết á. Con thu ăn đi. Tối nay mình bịt cái kia bịt bịt trong mũi rồi coi. Trời ơi. Rồi ăn tép. Ăn nhìn. Ba mày tắm. Giờ cái mày đảo. Thôi. Té cho tất biên à. Hãy mày hai lần rồi đó. Đủ mới đổi điểm lại giúp kẹt đáng đi nắm đang ngồi đây cũng đủ đang nhậu cũng đổi đi mình lấy cái đang nhậu cái đủ bây giờ đây đang nhậu cứ đi kiếm kia lấy bưởi có ai nhậu đi lấy vợ có nhậu lấy vợ cũng mừng nữa ừ nó đi đình nhà điện về này lấy vợ về mày đâu vậy lẹ đi giờ đi coi vợ mày nè lẹ lên về đâu gì về cái này được được chuyện bảo đấy ê đang nhậu nha chuyện vợ con về qua bên ăn tôm hết rồi con. Mấy chiếc tôm này ăn thật ngọt thiệt. Bọc mũ kìa. Rồi, đi ra rửa tay đây. Tôm nước ngọt mà. Ập luộc nước dừa nó đúng ngọt luôn á. Bốn tàu quẩn ra ở tàu cà mì lượt mình biết cho mẹ luôn. Tại bẻ cái gàn tôm đưa cho mình xu ở tại cái gàn không á. Bíp 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 bíp. Tiêu đưa đây xin xin. Tôi tưởng là nó đi qua bãi nó lấy ở nhà nó ngồi ở đây. Giờ đưa đi đỡ hả? Nhìn bảo tài tay tí rồi ăn nha. Dạ mẹ. Tao mới dứt xem nó phút nó bóp lên hết trong lửa. Tao muốn nữa đi. Tí thì nãy giờ không ăn tôm đi. Con một con được rồi không ăn nữa. Rồi ăn nữa. Kệ ăn. Thôi nhiều lắm rồi mà nó nhai cục đầu. Không đứa bèn cỡ ba tuổi nó đừng cho ăn nhiều. Vậy có hồn của mẹ nó tí. Có. Có rồi không có rồi. Bút bà. Thôi chị ăn được rồi con ăn rồi. Chị ăn đi. Cho nó nhiều quá.
nó càng đâu được, càng chưa không à, nó đầm mà. Ê, đi ăn nữa đi. Cô Lì quậy bám cô Lì. Chạy trốn đi chung rồi. Mềm mềm cái gì mềm mềm. Chạy về rồi. Chị về nhà chú không rồi. Mềm 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 mềm. Ai mà chạy bữa cái gì về nhất nữa ha. Không lưng nữa được nhá. Vậy làm hết đi, bữa cần gì gấp tối tối lấy cũng được. Đấy. Không sợ lát vô lái vô lấy. Đấy cái gì nè, cậu bãi mình cũng để lại chứ không lẽ đưa. Cái gì? Bưởi. Ở đâu? Ai mua? Nó mua. Ba em gọi đấy cái kia gọi đứng cho con. Không? Nhá. Biết. Không mà tôm này phải nó ăn ngọt ghê chứ. Mà nó dai đi chứ không phải giống như mà mấy tôm mới bắt về còn sống được ăn là nó ngọt ha. Mà với nó dai ăn nó cái độ giòn sực sực nó có. Còn không phải chứ. Tôm kia nó mềm, tôm kia tôm ăn. Mày ăn cắn ăn mẹ làm gì nút nút vậy Bảo? Mấy cái đó liếm thôi Bảo, để dành ngày mai ăn chứ mày ăn cái là nó mình ăn thà mình để liếm mà còn chứ mày ăn là hết rồi, uổng lắm. Mày ba cái nước này cắn đậu ngon, nút á, nó ngọt. Húp, mẹ đi. Bụp đi mới ăn tôm, tôm này phải uống liên tục mới được chứ. Cũng đã chứ, miếng nè, chưa đừng mình luôn. Cắn miếng rồi uống nữa đi, cắn lần có miếng nè. Có dám cắn nhiều đâu. Này phải tao lại uống giòn 4-5 cái ăn còn cho đã ta. Rồi mới nhảy lấy, cái tô đi. Tới giọng ai chứ đậu vô tô cái lát ai uống uống bút lấy cái. Lấy mẹ tao giặt đồ mà kìa. Dùng chai là lấy cái tô. Tôm này tính lắm. Cái ngỡ liền lắm. Rõ ràng nó ngon hả? Trốn rồi, trốn em đi rồi ngồi đó đi. Qua bả là mấy con lóng lóng nhỏ nhỏ vậy nè. Cứ con nửa liền, con nửa liền nè. Đây đám tiệc gì cái gì chứ? Không bình thường á, chứ đám tiệc gì? Mai đi đi bắn buổi sáng, chui chủ xe. Dùng đi bắn. Mốt có đặt đi vào bản chân. Biên bữa, quần bánh quẩy bảy bữa. Hai mấy báo trước đi. 8. Mai 7 rồi, mốt 8, hả mai trường rủ cũng 7 8 gì đó. Thôi đi. Bản báo luôn mất công không? Nó không có ở đâu, tại đi dẫn đi. Đi ruộng đi tắm sình chứ. Đi anh dẫn đi có ở đâu. Chị hai bả anh qua bả anh biết bà tánh bả người thì 200.000 người ký tôm được rồi qua bả anh mua nướng dứt luôn biết tánh bả qua bả anh trời đâu đâu phải rồi trời ơi chéo á có đem xe ra, đi xe đạp điện xuống dưới luôn hả không mà mốt qua bả anh chắc có chuột á nè đưa cái nha dành tiền bảo nè mày ăn giờ không đúng rồi mẹ đòn mày phạm rồi. Trước khi người ta uống ly á là cái tay người ta bấm ngay khớp vậy nè, bấm sẵn vậy nè, phải chấm vô làm để cái răng người ta cọ với cái ngón tay bấm ngay khớp nè. Rồi vô, tới vòng vô đây. Cái ngón tay là chắc cái gập qua cái cắn cái bụp qua cái là ngay khớp, bấm ngay đâu là quất ngay đó nè. Mày cắn vô là bậy tới vòng vô đấy. Cái đó là không được rồi. Làm buổi chiều vui các bạn. Cái phần người nữa. Nè, yeah, đâu đó là ngoài là nó căng ngay khớp nè, bấm cái bụp nè. Quạt vô cái nè, bé heo nó. Ừ. Đó là bằng trang là ngoài không? Đâu. Nó vẫn làm hết luôn kìa. Mặn nghe. Mặn. Nó mặn nó ai còn chấm nữa mà chết tôi. Vậy cái này ngẫu mặn đâu chấm đâu mặn. Chỉ chứ mặn đó. Thôi nghe rồi, muốn nghe bon cái ai. Nó ngọt, nó giòn á. Đây nhắc thịt, dùng thịt thịt. Xu đâu trong nhà vô. Xu nó đi ra ngoài chuồng bò ăn rồi. Ê, mình gớm này là mình sai thức ăn được nè. Thôi, mình gớm mai mình nấu cao cốt, mình uống rượu đi. Mình gớm mình bỏ ra vô mấy sai, sai diễn, sai thức ăn á. Ừ. Cái bữa nào không mấy mình làm bột, bữa nào mình ăn bì tôm, mình bỏ vô cái nó ra nước ngọt. Nấu lại hầm ở bên ấm, áp xích đồ. Này nhỏ biết ăn kiểu cho ta, giờ mình xé đi, cái này mình lọt cạn đi. Chúng ta đứng về dài đây ta. Nèo là cái gì ta? Cái cục trên đầu á, cái cục gặp cái nó cứng ngắc dẻo nhẹo. Món chài nó dễ bữa vừa ông đang cắt chứ. Cái bữa gì vậy ta nhậu? Ừ.
ngủ hết rồi. Chạy nó bữa cái ha. Ừ, đi. Về giết thêm nữa. Tự nhiên giờ mình mày mắt ba người mà lại mày giết thêm mày. Hai cặp đội hai cái gì đi. Mình chạy thôi. Về đi liền hả? Mấy cái xong về liền. Những hai cũng về đóng xong chút chở anh Xu về hoành ra chơi rồi quýnh bài uống phê quýnh. Mình gì mọi người để mọi người gì mình được. Một mình gì mọi người. Hẹn cặp bưởi đó. Sao để mọi người gì mình? Hiểu chưa? Vậy rồi, tới con hút nguyên cái lấy giờ mày. Giờ cả làng cả xã tổ chức ra ngoài ăn nhậu giờ. Xuống là lấy không có tối nay mà về kìa vườn năm mà cầm gà nè, cha ăn cặp bưởi của dì Bảy gửi nè. Đơn giản bữa kế bên. Mày trái. Giờ uống kiểu gì kìa vậy? Tự nhiên giờ tôi đang uống đang nói chuyện vui đang ăn mọi ngon gì mọi màng còn về tự nhiên giờ rụp rụp đi. Để này thôi dòng yêu nó nói hàng đi rồi giá trị thêm phá bao tử hả cà phá làm mất cân bằng ăn nhậu đó tự nhiên ta đang ăn nhậu nữa đi đều vậy tự nhiên uống mì thì chưa chứ không á mất cân bằng rất ráo rồi sao từ nãy giờ không ai đó bị bẹp vậy ta từ từ đang tay tôm ăn con bẹp mất mùi vị tôm còn mới ăn thấm nước ăn tôm để cho bẹp nữa kìa bẹp này đồ phải ăn xả phải đúng không không xả ngọt thơm nữa thơm là xả chứ nãy giờ anh ăn mấy khúc xả hả ăn nhai nuốt xét luôn á cứ nuốt nhảm được nữa ổng ăn nuốt xác để nó có bị bệnh ấy lắm cào sáng có ngày bệnh đó giờ mình nuốt sơ vô cái bắt đầu tử nó ruột nó trôi tới đâu giống như nó rửa đường ruột cái đó nó xén nó xén ban sáng mình kia là xả nó đẩy trôi ra ngoài hết tao đường nào phản chung qua xả cay quá cay mắt đâu dám chung được đâu mới ăn sáng á mà xả này nhiều lại thơm nó ngon nữa bộ thiếu một con rồi hả hôm nay con ăn người cho mình đi cái này đây chú ăn lấy con nhiều rồi ăn hai ba con gì rồi con gì đó giờ chưa ăn lần nào kêu ông mười ba kêu ông mười tỉnh tôm ăn mười đi tôm này đó tôm sau cũng đây cũng không khó ăn luôn chưa ăn lần nào luôn vậy lấy con ngồi treo đi nó vòng mà hửi à cầm nó treo lấy cái cọng dây á buộc nóc nhà nè có con tôm nè chúng ta cô này xuống à cô này xuống tới à các bạn ơi cô này xuống tới à và cái gì mà ba đi đâu rồi cứ uống xong giường hai lấy dây treo ra một cột tôm này nè uống thằng hửi một cái cái là được cay khỏi được cay mà hửi mà mày không biết gì liếm xài liếm, liếm được xà mồi liếm đồ để gà liếm cái khe thì khe á ở khe á ở khe á ở khe là nhậu mồi nhậu mà liếm được á nhậu nhậu mồi gì không gì thịt sườn heo nấu với một cải ngọt xuống ăn bổi không sao ăn bổi không còn đâu nè đi với bữa nhờ nó quên nữa đây có món bưởi nha các bạn chua đã xỉn chú ăn bưởi không cho tan mỡ bụng không đây là bưởi của ghế bên nhà của bà của các bạn của nội bưởi kế bên nhà mấy bạn kế bên nhà mình cả vậy đó bưởi kế bên nhà bưởi trước nhà thì không nó vậy đi dùng bưởi thì dùng bưởi chắc lên clip là dùng biết bưởi rồi. Thì dùng bưởi trước nhà nhưng bưởi này là bưởi kế bên nhà cả vậy đó lên clip là biết dùng bưởi đâu clip dùng bưởi nãy đã đông rồi này là ngon đẹp á y vậy thì đứt nhà tao không có nhiều chuyện mẫu rưỡi bưởi à tao mới cắt giá 40.000 ký bán xô hết 7 tấn mấy á nhà vậy mà cắt vậy mới có điều kiện ăn tôm này chứ không thôi chứ này không có tôm mà chích kìa lại nó giòn kìa đó chút chưa mở đường tao biết rồi chút bên tao để vào đây tự nhiên để đâu đó nằm trong thậm chí nó nghe đứt y vậy đáng được. Tại ơi, ý vậy nha.